mãn tang vợ được vài năm nhìn đàn con thơ dại đứa lớn đút đứa nhỏ nước mắt nước mũi chảy tèm lem sáu đứa suốt ngày loi nhoi lúc nhúc như bầy heo con cậu chịu không nổi rồi một sáng đầu hè cậu dắt về một người phụ nữ gốc bắc nghe nói lúc đi buôn ở cửa khẩu lạng sơn kết mô đen bà này Cậu ổm ờ dò ý, ai về sáng hôm sau, cậu dắt về bến tre thiệt. Quá trời người cản, nói nhẹ nhẹ có, chửi thẳng vào mặt cậu cũng có. Bộ xứ dừa này hết đàn bà cho thằng Tư mày chọn rồi hả? Rồi biết người ta có uống nước phèn chung với mình đặng không? Đàn bà gì mà gò má nhô cao đụng nóc, số sát phu bỏ ngoài tai tất cả cậu chỉ nói tôi thương con gái người ta nên tôi mới lấy rồi cũng chính vì một tiếng thương đó mà bà ta gắn bó với cậu đến chết cũng không chia lìa không hiểu sao cậu mợ quyết định không đẻ thêm đứa con chung nào nữa cả thảy tình thương hai vợ chồng dành hết cho sáu đứa này mà kể cũng lạ mợ bà thương tuổi nhỏ càng lúc càng nhiều hơn ổng vậy mới ghê cậu đi mần xa nhà quanh năm suốt tháng mợ gánh cả giang sơn trên vai lúc đầu ổng còn về thăm mấy năm sau thì ổng đi biệt xứ từ đó trên đôi vai mình mợ đã phải gánh nhiều thứ nặng nề hơn xưa đám cúng đình năm nào má tôi cũng thấy bả lăn xa lăn xăng xin ông chủ tế làm thêm mấy việc nặng nhọc khiêng con ngựa gỗ bự chà bá lửa ra lâu chùi leo lên xà gồ tuốt trên cao đóng lại mấy cái then dằn dây phụ giữ xe rửa cả chồng ly chén khổng lồ chà chà bồn cầu ông chủ tế thấy lạ nên hỏi vợ thằng tư mày mừng chi mới chuyện đó cho cực thay vậy bay mồ hôi mồ kê thi nhau chạy trên trán mợ Bà chỉ cười cười xong cố gắng phát âm giọng nam bộ sao cho không phản cảm dạ con mừng nhiều nhưng không thấy cực lát nữa ráo quảnh cụ cho con xin sáu phần đồ ăn đặng con mang về cho tuổi nhỏ đang ở nhà ạ mợ mang về tới nhà móc cẩn thận ra từ cái túi sách sờn rách đúng sáu phần đồ ăn phát ra theo thứ tự từ nhỏ nhất đến lớn nhất đến phần thứ sáu thì thằng anh hai không thấy nó đâu chạy đi tìm thì nó đứng khóc sướt mướt ngay hàng rào bông bụp mợ không hiểu gì tiến lại hỏi Hai, sao đứng đây khóc mình ơn vậy con? Lại đây gì? Dì, dì đúc đồ ăn cho con nè. Nó xoay người lại, nước mắt vàng dụa. Má, năm sau đám cúng đình, má dắt con theo, con muốn làm phụ má. Cái bịch đang treo toàn ten trên tay, rớt cái bịch xuống đất mấy cái bánh bò nhỏ xíu lăn lông lóc trên nền đất cứng khô. Mở về ở với cậu được ba năm rồi mà lần đầu tiên mới được thằng hai gọi bằng má. Cảm động, mở ôm ghì lấy thằng hai vào lòng. Bao nhiêu cực khổ tự nhiên tan biến. Năm đó thằng hai mới đúng 13 tuổi. Nhà không có đất canh tác, quanh năm chỉ đi cắt cỏ mướn, chèo xuồng đi nhổ lúa ma. Ai mướn gì làm nấy, mà đâu phải công chuyện có đủ quanh năm để làm. Lúc hết việc thì nghĩ sao? Mợ lại chèo xuồng lên thị xã đi bán máu. Lần nào thằng hai, nó thấy má nó về mà cầm nhiều đồ ăn, đồ chơi cho tuổi nhỏ, quần áo mới là nó giận ra mặt nó giận má vì đã lén đi bán máu. Giận vì bà nhất quyết không cho nó nghỉ học. Bà một hai nói. Hai, con nhất định phải học ra ngô ra khoai. Đời con bớt khổ và còn làm gương cho mấy đứa em con nữa chứ. Cũng chính vì câu nói đó đã thành động lực để thằng hai chí thú học hành không uổng công mợ chăm bẩm cho nó thằng hai là một trong ba bác sĩ đa khoa đầu tiên của toàn tỉnh bến tre này mấy đứa em nhỏ giờ cũng đã có công ăn việc làm ổn định đứa có gia đình ra ở riêng đứa thì trọ học trên sài gòn đứa thì học thú y đứa lái xe máy cày đứa thì là cô giáo Ngày vinh quy bái tổ, thằng hai dắt về một cô người yêu ra mắt cả nhà. Trong khi má nó đang lủi thủi chụm lửa dưới bếp, cô người yêu chu mỏ nụng nịu với thằng hai ở nhà trên. Tí nữa má anh lên, anh nói má đừng ngồi gần em nha. Thằng hai, mần sao em nói vậy? Cô người yêu, thì má anh do bẩn quá, ngồi gần mình sẽ làm mình bị hôi. Với lại bà đâu phải là má ruột của anh đâu. Thằng hai bất thình lình chỉ tay ra cửa và gằn giọng nói. Cô đi ra khỏi nhà của má tôi ngay. Sững người vì quá bất ngờ, cô ta ôm mặt khóc um sùm, nằm xuống đất lăn từ cột nhà bên này sang cột nhà bên kia để ăn vạ má nghe ồn chạy lên hỏi việc thì thằng hai quỳ phục xuống chân má mà nức nở má ơi má hy sinh cả cuộc đời cho con ăn học giờ con thành ông nọ ông kia mà con không biết lựa bạn gái để nó kính rẻ má con có lỗi với má nhiều lắm mợ đứng chôn chân tại chỗ như người bất thần tâm can hơn nửa đời người của mợ đã không uổng phí còn khoảng tuần lễ nữa là mở lên máy bay, xuất ngoại sang đoàn tụ với gia đình thằng hai. Vợ nó hiện tại đã là một người con gái khác, thế hệ F2 trên đất Mỹ nhưng được giáo dục rất kỹ về kiến thức lẫn nét đẹp tâm hồn. Cô ta không quên mình là người Việt Nam và ngay từ lần đầu gặp gỡ đã coi má của thằng hai là quê hương của mình. Mấy hôm gần đi, chia tay chia chân bà con tròm xóm xong, mợ cứ thẫn thờ nơi góc vườn nhỏ, sát hàng rào bông bục năm nào thơ dại. Mở muốn làm một điều gì đó mà không làm được. Đưa con gái Úc, cô giáo rất tinh ý, nói nhỏ với chồng ra xem có cái gì với nền đất ấy. Đào lên khoảng vài thước đất thì lòi ra một cái hộp thiết nhỏ. Cô cẩn thận lần dở từng lớp bịch gói đã nhuộm màu thời gian. Tới lớp sau cùng thì lặn cả người. Đôi bông tai mù u, cậu tặng mở trong ngày cưới năm nào. Trong nhà, mở cầm điện thoại viễn liên gọi sang cho thằng hai. mợ chỉ nói mấy chữ đơn giản rồi nhẹ nhàng cúp máy. Hai à, má không thể bỏ lại quê hương con à rốt cuộc thì tới phút chót sao mợ vẫn không muốn đi mợ vẫn còn thương cậu mợ vẫn nuôi hy vọng chờ ngày cậu về hay còn điều gì lấn cấn khác nghe tới đây chắc hẳn ai cũng sẽ thắc mắc giống như tôi bản thân tôi cũng đã từng nhiều lần hỏi mợ những điều đó nhưng vẫn mãi không có câu trả lời thỏa đáng không ai hiểu chỉ có người trong cuộc mới hiểu mà thôi chiều nay cũng vậy vương người thắp cho mở vài cây nhang tôi vẫn thấy mở cười một nụ cười hiền lành nụ cười chất chứa sự mãn nguyện khi đến cuối đời vẫn được nằm lại ở mảnh đất quê hương nhấn like và subscribe cho kênh của mình nhé. Thank you.